Thị trấn Hội An Quy Chợ Mới vừa tổ chức lễ khánh thành cầu Ngã Bác. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hồng Đức, bí thư quy ủy Chợ Mới cùng các đồng chí lãnh đạo quyền, bà Nguyễn Ngọc Liên, trưởng nhóm nhịp cầu vui biên quà đồng này cùng đông đảo bà con khóm An Bình, An Thới, thị trấn Hội An tham dự. Cầu Ngã Bác nối liền hai bờ của khóm An Bình và An Thới trước kia là cây cầu gỗ hẹp đã xuống cấp, gây khó khăn trong việc đi lại vận chuyển nông sản của nhân dân. Sau 3 tháng thi công, đây cây cầu gỗ được thay bằng cầu bê tông cốt thép có chiều dài 36m, chiều rộng 4m, kinh phí xây dựng 550 triệu đồng do nhóm dịp cầu vui thành phố Biên Hòa Đồng Nai ủng hộ 350 triệu đồng, gia đình ông Quỳnh Giang Hưởng ủng hộ 120 triệu đồng, số còn lại địa phương vận động mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn đóng góp. Cầu Ngã Bác đưa vào sử dụng là niềm vui của bà con đôi bờ khóm an bình an thới giúp việc lưu thông của người dân và học sinh hàng ngày sẽ thuận lợi hơn và góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế ở địa phương.